em NF120 ra đi về ở Tân Lập nha anh em. Đó, hai ông khách sộp đây đẹp trai, mua hai con, một con NF. Đó, về anh làm vườn đây nè, bơm nước vườn chơi. Đó, đưa anh 10 triệu. Còn lại như là còn là 11 triệu. Anh đưa 10 triệu trước ha. Rồi, cảm ơn anh đẹp trai ủng hộ em. Rồi, hôm nay ngày em tháo tốt ngày anh em ơi. Có thằng em nó mua cái máy này NF120 nè, nó về nó bơm nước dừa mà tưới mít á. NF120 bán kim luôn, giờ đang test cho em nó hổ con nè. Rồi xong giá rồi đưa lên về xe luôn. Quá đã này thôi. Máy còn quá ghê luôn. Phải chăng em thấy cái em cho ý kiến máy này em thấy sao? Máy này lựa máy này ngon rồi, máy đẹp rồi, luôn. Giá cả phải chăng phải không? Mua giá này là tới đỉnh rồi, rồi máy phải đẹp vậy mới được. Rồi ok. Em mấy vít mà. Máy này bây giờ em chạy em bơm nước dừa thì thôi đi. Còn gì nói nữa? Nói gì lại tính về nói nói gì nói là mà tính ra là em sang chứ mua máy này mà em đem để chạy bơm nước thôi thì còn gì nữa. Mà hiện tại giờ em đây không phải còn con này riêng con này nha, em còn một con nữa thằng VIP luôn, cũng là FD120 luôn, mà con này là lốc xám đây đó, đây con chân một con nè, cốt giữa bét kem luôn. Máy này thì có đề, anh này thì nằm trên cái dàn xới, còn cái anh này thì nằm trên mặt điện là đang kéo đi vào. Đẹp mới tinh luôn, nguyên si luôn nè. Con nãy em giao đó, con đó là con 120 lốc vàng bát kim, con này cũng là lốc xám, con này mới tinh thì tinh luôn. Đây này ép em nhiều lắm em, mấy anh em cần mà mua máy về chạy oxy gì đó hoặc tôm gì đó 70-50 nhóc nhiều lắm. 110-120 đây mấy anh em mà gần xa mà có nhu cầu sắm máy dàn xới á, máy chạc gì đó, tiệm máy nổ Hoàng Văn của em thì mấy anh em cứ liên hệ trực tiếp đến em. Phía dưới em có để số điện thoại của em đó. ISK700 cái gì đó. Đủ loại. Đó, thì nay em đang giao một cái máy Suzu Trung Quốc,
mượn em mua cái máy dầu nó phụ luôn. Con máy xe nó về ở Thành Hóa anh em ơi, rồi về chung với một em này nè. À, ra đi gặp thằng Gá Tiết quá đẹp. Hôm nay nẹp 120 về nơi xa xứ rồi. Vậy ta đâu cần thiết, các bạn nó khỏi Long Định, bỏ mạng Long Định lại đi. Đây mấy anh em có mua máy ở đây tụi em thì em có dịch vụ là giao hàng tận nhà luôn, miễn phí, miễn ship luôn. Có hỗ trợ trợ góp anh em nữa. Anh em nào mà sắm bộ dàn sới chạc á, có thiếu kinh phí thì tiệm máy nổ Hoàng Dân của em á, chúng em thì hỗ trợ trợ góp luôn, không lãi suất. Mua dàn K700 hay CIS13 gì. Máy thì để kính thương các loại luôn trong nhà nhóc. Có mà thiếu anh em làm quá mượn anh em mua máy áo đen kìa. Đó, phụ luôn. Lên máy tiếp luôn. Giờ thiếu người rồi. Lấy cái tổ đâu ta? Lấy tổ đâu? Sớm vào cái máy gửi có 500 ngàn. 8 triệu rưỡi rồi tôi đưa 8 triệu ghi đưa 8 triệu. Rồi mấy anh em đang chuẩn bị lên đường nha. Đưa em về Vinh luôn. Đây em giới thiệu, em mới về một con IH 85. Đó. Đặt nồi ép. Máy này F90. Cái con này thì em chưa rửa gái gì chứ. Cái địa về nè mấy anh em thấy không? Đó. Ní sơn nè, còn nguyên thủy luôn. Nó bong chóc luôn. Có đề luôn nè. Lấy cái này của đâu hả? Có con nào ta? Bánh vỏ lớp đẹp luôn. Cái con nồi ép đó còn 11 triệu nha. Máy đó, nồi ép 90. Bét kim luôn nè, nó quay cho anh em coi. Đó. Máy là nói chung là mấy anh em mà mua máy cái đẹp là cái gì nè, chưa rửa nè, ốc tán mùa lon nè, chưa có vô mở tháo gì luôn. Đó. Về em chưa test cho chạy nữa. Ngày thì ra
AG số 5 K700. Đây con nè, thấy kẹt trong thóc luôn. Không? Ừ. Dài sớ nhóc luôn. À, video đến đây của em đó là kết thúc anh em. Hẹn em lại mấy anh em lần sau. Đó, giờ xe lên được. Giao cắt tỉnh luôn anh. Máy đây là tụi em làm, anh em ở đâu là em giao cắt tỉnh luôn.